Bây giờ con có thấy con sai không? Không biết, nhưng mà hiện tại thì con vẫn cảm thấy là con vẫn chưa thể yêu được bản thân mình được. Phải yêu mình. Cha mẹ cho con sắc đẹp, dễ thương, con xinh quá. Đó là một lợi thế trong cuộc sống này. Cao ráo, xinh xắn, đúng không? Nhưng mà cho chị, con... sẽ có những lúc bạn không nhìn vào đó. Thì đấy. Hoặc là khi bạn nhìn vào gương và bạn thấy là xấu, ai cũng đẹp. Thì mình không tiếc mình luôn. Nó có một vấn đề thế này. Chúng ta trên 18 và chúng ta có những lựa chọn. Và tất nhiên với những lựa chọn, nó kèm theo những cái giá phải trả. Chị không phán xét hay nhận định gì về câu chuyện của em hết. Tại vì chị tin là không ai hiểu em hơn em. Và có thể câu chuyện của em, bản thân của em sẽ hiểu những nỗi đau, những giằng xé trong thời gian vừa qua. Chị muốn hỏi em một vài thông tin nha. Em bắt đầu thấy mình có vấn đề về mặt tinh thần từ khi nào? Là từ khi lúc em biết em không có đậu đại học. Là từ đó nó mới hình thành lên em là em phải dùng một cách gì đó. Và từ khi em biết là em không có làm hoàn thành được những cái kỳ vọng mà ba mẹ mong muốn, nên từ đó nó mới làm cho cái tinh thần của em có những cái suy nghĩ nó hơi tiêu cực, là những cái việc mà mình phải dùng thuốc ngủ để mình từ từ. Như vậy thì em nói là điều kích hoạt đầu tiên trong em về vấn đề tinh thần đó là em không đáp ứng được kỳ vọng của ba mẹ. Dạ đúng rồi. Và với em thì cuộc sống của mình sẽ có ý nghĩa khi làm cho ba mẹ hài lòng. Đúng như chị nói, em thích ba mẹ cười. Và mỗi khi mà em đáp ứng được những cái nguyện vọng của ba mẹ, em mong muốn của ba mẹ, em thấy họ vui thì em cũng sẽ vui. Khi em không có đáp ứng được cái nguyện vọng của ba mẹ, là đầu vào một cái trường đại học nào đó giống như ba mẹ mong muốn, thì giống như em nói hồi nãy là em cảm thấy em là một con người thất bại vậy. Có cái nguyện vọng đơn giản vậy thôi cũng không có làm được nữa. Thì ngay lúc đó trong cái đầu của em chỉ có suy nghĩ tới một việc là mày phải chết đi. Bởi vì mày không có làm được thì mày chết đi, chứ mày còn sống làm gì nữa. Nên từ đó mới làm cho em suy nghĩ tới cái việc là em phải mua thuốc ngủ. Em có lên trên mạng để em cũng sợ lắm, em cũng sợ chết lắm. Nên là em lên trên mạng em tra là cái cách nào chết nó dễ dàng nhất, nó không có đau nhất. Chỉ có cách là uống thuốc ngủ thì nó mới có thể chết dễ dàng nhất và không có đau. Thì ngay lúc đó thì em lấy xe em đi mua thuốc ngủ luôn. Em chỉ nói là mua về để mình làm thí nghiệm sách vở thôi, thí nghiệm bài tập thôi thì người ta mới bán. Còn nếu nói mua về uống thì người ta không có bán. Cách đây bao lâu vậy em? Năm 2021. Chị tin em là một cô gái hiếu thảo. Chị tin em là một cô gái suy nghĩ cho người khác. Chị chỉ lo lắng một điều là em có suy nghĩ cho em không thôi. Em... đúng như chị nói, em không có suy nghĩ cho em thiệt. Em không có yêu bản thân mình luôn. Em hạnh hạ bản thân mình khi em không có làm được cái những gì mà mình mong muốn. Và em là ai? Giá trị của em là gì? Em sẽ có giá trị khi em đạt được một điều gì đó thôi. Em nghĩ giá trị của em ngay bây giờ nhất và hiện tại nhất chỉ có thể là làm cho ba mẹ được vui nhất. Em chỉ muốn thấy ba mẹ ngày càng vui. Và đó là những cái gì mà em cảm thấy em cần phải làm hiện tại ngay bây giờ. Hay quá cái câu mà em không yêu bản thân em, hay quá. Bố mẹ con biết con không yêu mình. Bố mẹ con nhìn thấy cái điều là con khó hoàn thành được một việc nào đó. Cha mẹ sinh con ra biết hết tâm tính con mình như nào, con biết không? Bây giờ con có thấy con sai không? Không biết, nhưng mà hiện tại thì con vẫn cảm thấy là con vẫn chưa thể yêu được bản thân mình được. Phải yêu mình. Cha mẹ cho con sắc đẹp, dễ thương, con xinh quá. Đó là một lợi thế trong cuộc sống này. Cao ráo, xinh xắn, đúng không? Nhưng mà cho chị, con... sẽ có những lúc bạn không nhìn vào đó. Thì đấy. Hoặc là khi bạn nhìn vào gương và bạn thấy là xấu, ai cũng đẹp. Thì mình không tiếc mình luôn. Nó có một vấn đề thế này. Đó là khi mà chúng ta có những cái niềm tin không đúng, nhưng mà qua thời gian chúng ta sẽ không còn nhu cầu và không có khả năng để chúng ta chắt lọc đó có phải là niềm tin đúng hay không. Chúng ta chỉ biết rằng đó là niềm tin và tôi sẽ sống với cái niềm tin của tôi. Chị đang nghi ngờ, Trang có một cái niềm tin thế này nè. Tôi không được phép làm gia đình của tôi thất vọng. Hoặc là ba mẹ tôi được hạnh phúc. Nhiệm vụ của tôi là phải dành hạnh phúc đó cho ba mẹ. Em nghĩ là không đúng. Bởi vì
ba mẹ hạnh phúc thì em cũng rất hạnh phúc, bởi vì em đang đặt là ba mẹ lên hàng đầu chứ không phải là em. Như vậy là em sẽ chỉ hạnh phúc khi nào ba mẹ hạnh phúc? Đó là có thể là như vậy. Ngay bây giờ thì em cảm thấy ba mẹ hạnh phúc thì em cũng rất hạnh phúc. Nên là anh nghĩ như vậy. Còn cô, cho cô xen vào một xíu nha. Cô thường nói với con cô là: con có biết không, con là niềm hãnh diện của mẹ, con thành công mẹ mới là người hạnh phúc. Con có nghe điều đó chưa? Đó, đấy, tức là bố mẹ nhìn thấy con trưởng thành, cho dù có học nhiều bài sai một xíu đi, bài dở một xíu, nhưng mà thấy con mình vượt qua được áp lực, bố mẹ mới yên tâm. Mà yên tâm mới là hạnh phúc, chứ không phải là con làm cho mẹ hạnh phúc rồi con mới hạnh phúc. Không có. Trong đầu con mới nghĩ là con không thể nào có suy nghĩ giống như cô nói là con phải hạnh phúc thì ba mẹ mới hạnh phúc. Tụi con phải... chưa nghĩ được tới đó thôi. Thôi con đang đặt. Bây giờ con tập nghĩ ngược lại. Nhưng mà nhiều khi đó là niềm tin ăn vô người bạn á. Bạn có cố không, bây giờ có mình đổi được. Thì mình nói là bỏ quá khứ đi, mình xây dựng tương lai, mình đi tới tương lai chứ. Đó là những cái suy nghĩ không hay của quá khứ. Mình bỏ quá khứ đâu, không có dễ bỏ được quá khứ. Không, quá mình khứ bỏ đâu. Cái tiêu cực của quá khứ của mình vẫn hãnh diện. Có hiểu không? Con cảm thấy quá khứ của con không có gì để con phải tự hào hết đó. Con cảm thấy như vậy. Không, cô lại tự hào về con. Có thể từ cái cú sốc mà con không có hoàn thành được cái kỳ vọng của ba mẹ nó áp lực lên con rất là nhiều, đó là cái cú sốc lớn nhất. Nên là rất là khó để con có thể loại bỏ cái đó được. Nên là đó cũng là lý do tại sao con đến chương trình ngày hôm nay. Con mong muốn mọi người có thể cho con một cái lời khuyên, hoặc có thể là... Đấy, đấy, từ nãy giờ đang khuyên con đây này. Con vẫn... Nãy giờ đang khuyên con bỏ cái tư duy tiêu cực. Mình có thể thay đổi một cái cách suy nghĩ khác được không? Chị Chánh biết sao không? Hồi xưa đó cũng nhiều người khuyên em là mẹ mày thương mày lắm đó, chứ không có phải gì đâu. Nhưng mà em không tin luôn đó. Có nghĩa là nhiều khi mình muốn tin nhưng mà mình tin không được á, có nghĩa nó thuộc về cảm giác. Nhưng mà tính cách của em với chị khác. Giờ mình phải tìm được cái vấn đề là tại sao bạn không thể thay đổi được điều đó. Tại vì em biết là bạn này cũng muốn là mình không nghĩ tới cái đó nữa, không nghĩ tới chuyện xấu nữa. Giống như người yêu chia tay mình, nó xấu mình bỏ nó đi, mình đừng nhớ tới nó nữa. Nhưng mà không quên được. Bây giờ thí dụ trong mặt chuyên môn thì thông thường các bạn mà cứ bị ám ảnh bởi một cái nỗi sợ cũ, mình tạm gọi nó một cái nỗi sợ đi, giống như sợ ma. Bây giờ vô chỗ sợ ma là em sợ, em nói mày dũng cảm lên tiếng ơi thì em cũng sợ. Thì làm sao mình xóa được cái nỗi sợ và nỗi ám ảnh đó bây giờ? Thì mình nói một chút xíu về những cái vấn đề về tâm lý. Ví dụ như về trầm cảm đi. Thì một người mà có vấn đề về trầm cảm thì người ta sẽ mất niềm tin vào bản thân mình, vào thế giới, vào mọi người khác, thậm chí là cả người yêu và gia đình. Và người ta cũng mất niềm tin vào tương lai luôn. Thì về cơ bản, thế giới của một người trầm cảm nó sẽ là màu đen. Mặc dù mọi người sẽ đến và nói: ố mày đẹp gái lắm, mày dễ thương lắm, mày may mắn lắm. Nhưng mà cái vấn đề là ở trong họ là một màu đen. Và có thể là họ muốn vượt qua nhưng mà họ không biết vượt qua. Họ chỉ biết nó là màu đen thôi. Mình không có muốn có cái suy nghĩ đó nữa. Muốn vượt qua nhưng mà không biết làm cách nào để vượt qua. Nó vẫn cứ được. Đeo bám em. Đúng rồi.